HMU. Mến chào toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 2 và ngày hôm qua tức là ngày 16 tháng 2 thì khu vực Haskell đang sinh sống thì bị mất điện và quý vị cũng biết là trong tuần này thì ở tiểu bang Texas và một số thành phố thì cũng đã xảy ra cái hiện tượng là tuyết dày rơi rất là nhiều và đây là một cái hiện tượng rất là đặc biệt và đã bao nhiêu năm mới quay trở lại với tiểu bang Texas. Chính vì như vậy cho nên là đã có một số nhiều nơi bị cúp điện. Và đây là một đợt lạnh lịch sử dưới 0 độ kéo dài tới tận tiểu bang Texas và cũng là nguyên nhân để khiến cho nhiều người thiệt mạng. Và chúng ta thấy những cái thông tin đó là 7 người đã thiệt mạng và gây mất điện trên diện rộng. Và ngay cả lịch tiêm ngừa COVID bị hủy và đe dọa gián đoạn việc cung cấp vaccine. Và ngày hôm nay thì khu vực nhà Haskell sinh sống còn có mưa đá. Và theo thông báo của khu vực, và theo thông báo của truyền hình địa phương thì có nói rằng là đến chủ nhật thì thời tiết sẽ ấm lên. Và những cái hình ảnh mà Haskell ngày hôm nay chia sẻ đến với quý vị thì quý vị thấy những con đường phố và chung quanh phủ một màu trắng xóa. Và cái lớp tuyết này nó giống như một cái lớp tuyết bọt mà một số quý vị ở Canada nói nó là cái tuyết bọt. Và quý vị lưu ý, ngày 17 tháng 2 này, khu vực Haskell sinh sống là phố Lugavel có mưa đá. Và mưa đá nó sẽ tạo ra cái con đường nó bị băng đá, đi rất là trơn trượt và nguy hiểm. Cho nên quý vị lưu ý. Và theo một số thông tin khác, thì thời tiết xấu vẫn còn bao trùm nhiều phần của nước Mỹ từ ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 19 tháng 2. Và các nhà dự báo thời tiết khuyến cáo từ đồng bằng phía Nam đến vùng Đông Bắc sẽ có tới gần 8cm tuyết cũng như các trận mưa đá. Tại Lincoln, ở tiểu bang Nebraska, nhiệt độ xuống âm 35 độ C hôm 16 tháng 2 vừa qua, và trong khi kỷ lục vào năm 1978 là âm 27 độ C. Còn tại vùng Dallas, ở tiểu bang Texas, nhiệt độ xuống âm 17 độ C, phá kỷ lục âm 11 độ C vào năm 1903. Và thành phố Haskell sinh sống là Pflugerville, gần thành phố Austin, thì nhiệt độ ngày hôm qua đã rớt xuống là âm 14 độ C. Còn buổi trưa, tầm trưa thì có ấm lên một chút là âm 7 độ C. Còn ngày hôm nay, khu vực Haskell sinh sống thì nhiệt độ vào khoảng 32 độ F, tức là 0 độ C, và sẽ ấm dần lên cho tới ngày Chủ nhật. Và chúng ta cũng hy vọng rằng cái tuần lễ tuyết như thế này sẽ mau chóng qua đi để đời sống của chúng ta trở lại bình thường. Tất cả mọi nhà đều có điện nước trở lại. Chứ ngày hôm nay, gia đình Haskell thì chỉ có mỗi có điện thôi, chứ còn nước thì vẫn chưa có. Có nghĩa là bị cúp điện 28 giờ đồng hồ. Và có một số bạn bè của Haskell ở Dallas thì cũng nói rằng đã bị cúp điện tới 48 giờ đồng hồ rồi, cũng chưa có điện. Mà quý vị biết là cúp điện thì nó sẽ kéo theo là cúp internet, rồi vấn đề nước cũng bị ảnh hưởng. Tại vì cúp điện thì nhà máy nước cũng không bị ảnh hưởng. Mà nhất là thời tiết nó bất thường như thế này thì việc sửa chữa cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và ngày hôm nay thì đã có điện trở lại khu vực Haskell sinh sống, cho nên đã tranh thủ thực hiện video, không có live stream mà sẽ lồng tiếng và sẽ thực hiện một số video gửi đến với quý vị. Và khi quý vị thấy tuyết như thế này, đúng là có những cảnh tuyết rất là đẹp, nhưng mà tuyết chỉ đẹp khi mà nhìn ngắm thôi, chứ còn khi đi chung sống với nó thì có rất là nhiều vấn đề phức tạp. Còn tại tiểu bang Texas thì đã bị tê liệt vì hơn 4,4 triệu người bị mất điện. Các nhà chức trách phải đóng cửa các địa điểm tiêm chủng và vội vã sử dụng 8.400 liều vaccine cần phải giữ dưới 0 độ vì một máy phát điện trừ bị đã không hoạt động. Và các liều vaccine được khẩn trương đưa đến các bệnh viện trong vùng và trường đại học Rice để tiêm chủng cho người dân. Và một trong 4 ca tử vong liên quan đến thời tiết lạnh giá là do các con đường bị đóng băng đá. Ca tử vong thứ nhì được nhận diện là một người vô gia cư, còn 2 ca còn lại là nạn nhân bị ngộ độc vì CO và cảnh sát trưởng ở Houston cho hay như vậy. Còn tại khu vực Đông Nam, một hệ thống áp suất thấp phát triển dọc theo Bắc Cực tạo thành những cơn bão gây ra các trận lốc xoáy. Giới hữu trách cho hay một trận xảy ra tại khu vực Grand Handy ở Florida và 2 trận tại vùng Tây Nam Georgia ngày 15 tháng 2 vừa qua. Và trận lốc xoáy thứ tư mạnh nhất đã làm 3 người thiệt mạng và san bằng nhà cửa sau khi quét qua quận Duyên Hải, Bushwood của tiểu bang North Carolina. Và văn phòng cảnh sát tư pháp địa phương cho biết sáng ngày 16 tháng 2 như vậy. Trở lại tiểu bang Texas thì quý vị cũng biết tiểu bang Texas là một cái tiểu bang nóng, tức là mùa hè khá là nóng và mùa đông thì rất ít khi có tuyết rơi. Nhưng mà trong cái mùa đông năm nay thì đã có 2 lần có tuyết rơi. Lần thứ nhất là vào ngày 10 tháng 1 và bây giờ là cái đợt
tuyết rơi một tuần vào từ ngày 14 tháng 2 và đã lặn tới âm 14 độ C, còn tầm trưa thì là âm 7 độ C. Và đây là lần đầu tiên khi mà Hasko sinh sống ở tiểu bang Texas được 2 năm, thì thấy đây là cái lần mà lạnh nhất. Và một số bạn bè cũng cho biết rằng là rất nhiều năm tiểu bang Texas không có tuyết hoặc là có rất là ít, nhưng mà năm nay là một cái năm rất là đặc biệt. Và qua câu chuyện này thì chúng ta thấy lại cái câu chuyện khí hậu nóng lên toàn cầu của ông Biden cũng chỉ là một cái trò để mà kiếm tiền của thiên hạ, hoặc là để chi tiêu thì cũng chỉ là một cái trò để tiêu tiền vô tội vạ của chính quyền ông Biden mà thôi. Và trong cái tình huống ngặt nghèo là không có điện rồi cúp nước như vậy, thì thực sự là gia đình Hasko đã đi sang nhà một người bạn, tại vì khu vực nhà của người bạn Hasko gần đó thì lại không có bị cúp điện và nước, rồi sang đó sinh hoạt rồi buổi tối đã trở về. Và trên đường trở về thì quay lại đến với quý vị những cái khung cảnh khu vực Hasko sinh sống. Và khi trở về thì Hasko trước đó khi mà thấy cái tình trạng nước nó yếu đi rồi thì thực sự là cũng có hứng một số nước để mà dùng nấu ăn, thì cũng có một số đồ trong tủ lạnh cũng sợ bị hỏng, cho nên là cũng đem con gà ra và đã nấu được một nồi phở. Cho nên cái tình huống đặc biệt là không có điện, không có nước như thế này mà lại có phở để ăn, rồi cả nhà đã cùng nhau có một buổi tối rất là đặc biệt. Cho nên Hasko sau đây sẽ chia sẻ đến với quý vị về cái khung cảnh buổi tối rất là đặc biệt, không có điện và đã ăn món phở gà, và một cái kỷ niệm rất là khó quên. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Còn buổi chiều, nếu như mà tình hình mạng internet ổn định và điện không bị cúp, thì Hasko có thể trở lại live stream đến với quý vị. Còn ngày hôm nay sẽ tranh thủ gửi đến với quý vị một số video khác liên quan đến tin tức Hoa Kỳ. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục xem video. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hi, Ariana, Dalida. Hi. Special dinner tonight. So we're in Austin, Texas, with no electricity, no water, yeah, for the last 35 hours. Yeah. And it's minus 15 degrees almost Celsius. Yeah. So it's cold, snow, ice everywhere. So we're making the best of it. We've got a little battery pack. Yeah. With a couple of little bed lamps that we can run. And we've got a heater. Yeah. Music. Trying to warm, heat the house up. It's a big house. And we've got beautiful bowl of pho gà. Pho gà. She was able to cook with no power. We've got gas stove, so she's able to. Very little water. Before our water was completely turned off, we saved some water. Yes. We're not suffering too much. No heat, no water. Yeah, I hope tomorrow have a power. Yeah, have power back. Stop snow. No heat, no water, no light. Yes. Well, no, tonight it's going to ice. So nice. We're going to get quite a bit of ice tonight. Yeah. But no, we're having a special night. We've got good music on, good company. Yeah. We're not suffering. Okay. You know? We rode the four-wheeler today. It was probably, I want to say probably like -5 degrees when we rode, the sun was out. Yeah. It was fun. Fun. See you soon. Have a good night. Love you so much. See you soon. Bye bye. Dinner time. Phở gà. Number one. Phở gà. Chicken noodle style Hasko. Yeah. Bye bye. See you soon. Và với nhiệt độ bên ngoài là âm 14 độ C như vậy thì trong nhà mà không có điện để mà kích hoạt cái hệ thống điều hòa thì chắc chắn rất là lạnh. Chính vì như vậy cho nên một người bạn của Hasko đã đưa một cái thiết bị như trên màn hình quý vị thấy gắn vào cái bình ga để mà sưởi ấm căn nhà. Trước đó thì gia đình Hasko phải dùng củi để đốt cái lò sưởi, và rất may là củi của trong nhà Hasko thì lại có trữ rất là nhiều, tại vì những cái lúc mà chặt cành cây ở trước nhà thay vì những người khác người ta bỏ đi thì gia đình Hasko lại giữ lại. Chính vì như vậy cho nên là trong cái tình huống này thì vẫn có củi đốt để sưởi ấm. Chứ nhiệt độ bên ngoài mà âm 14 độ C mà trong nhà mà không có điện để kích hoạt lò sưởi hoặc là máy sưởi thì
rõ ràng là rất là lạnh. Và cái giải pháp mà dùng lửa để mà đốt lò như thế này thì cũng là một cái giải pháp làm cho căn nhà của chúng ta ấm áp hơn. Đó quý vị thấy không? Tuyết chỉ đẹp khi mà nhìn ngắm thôi, sống chung với nó là biết tay nhau ngay. Wow. Now. Okay. Wow, snow. Oh, snow. 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 I love snow. I love snow. I love snow. And oh, your little furry friend loves snow too. She steals snow. Steals it up, steals it up. Thôi, come home. Now. Okay, come. Nova. Okay, come. Come on. Come. Oh. Oh. She's quick. Making Magic Creative.